Rồi à, còn cái tình trạng mà bị gút á, bị gút thì thứ nhất là nó do cái nhân purin ở trong cái nhiều nguồn, có thể là từ cái nguồn mà thức ăn á, mình ăn vào nó có chứa nhiều nhân purin, nhất là ở trong cái động vật hoặc là ở trong bia cũng có các anh chị. Rồi à, hoặc là những cái tế bào chết của mình á nha, mà vì một cái lý do nào đó mà nó không có đào thải ra ngoài được thì trong đó cũng có chứa nhân purin luôn. À, thì ngoài cái nhóm chất là dinh dưỡng nền tảng của bác nè, dinh dưỡng nền tảng là bao gồm có protein nè, omega 3 nè, vitamin và khoáng chất thì có trong Double X hoặc là daily á, thì bác sẽ cần bổ sung cái hộp hộp hộp, hộp gì hộp gan nhé, sáng một viên tối một viên được mà. Cái hộp gan này là nó sẽ giúp là cái quá trình mà đào thải độc tố ra bên ngoài được diễn ra dễ dàng hơn. Thì ở cái nhóm bệnh mà bị gút như thế này nè, thường là nó sẽ được cấp hay là được cấp của gút mãn gì đó thì không biết là mình đang ở trong cái tình huống nào. Và thường á, thì nó khi mà cái đợt cấp nó xảy ra thì khoảng là 48 giờ là nó hết đau, tự động nó sẽ hết đau, nhưng mà sau đó nó có thể tái trở lại. Nhưng mà nếu mà mình điều chỉnh tốt á, bằng cái việc mà mình bồi hoàn cho cái chức năng gan này, và ngoài ra là mình cũng phải là kiểm soát cái chế độ ăn thật kỹ nha, tại vì người bị gút hoặc là người bị viêm tụy cấp á, thì thường là xuất hiện sau một cái đợt mà mình ăn uống thịnh soạn, ăn uống có chứa nhiều chất đạm, nên mình có bổ sung cỡ mấy mà cái chế độ ăn của mình không điều chỉnh thì bệnh gút vẫn cứ tái phát ở cái nhóm bệnh gút này. Bổ sung cái hộp gan, và tiếp tục thì khớp thì có cần gì ạ? Canxi, glucosamine, vitamin C được không ạ? Nãy giờ là liệt kê ra là tối thiểu phải là sáu sáu nhóm chất, là sáu sáu dạng để mà bổ sung. Nhưng mà sáu dạng đó, nhưng mà trong đây thì được chất tất nhiên là đủ 8 nhóm chất rồi. Phải 8 nhóm chất là một cái nguyên lý cơ bản cho một tế bào. Nhưng mà còn những cái loại mà đặc biệt thì nãy giờ bác sĩ cũng có hướng dẫn rồi ha.